hé lộ nguyên nhân nam thanh niên tử vong trong tư thế quỳ bên đường. Chiều tối ngày 12 tháng 5, cơ quan chức năng nhận được tin báo người dân phát hiện một nam giới tử vong trong tư thế quỳ gối, úp mặt xuống đất bên đường Mỹ Phước Tân Vạn. Công an phường Bình Chuẩn và thành phố Thuận An khẩn trương đến phong tỏa khám nghiệm. Đồng thời, y tế địa phương cũng đến hiện trường triển khai phun khử trùng theo quy định để đảm bảo vệ sinh phòng dịch bệnh. Thi thể nạn nhân sau đó được chuyển đến nhà xác để phục vụ công tác điều tra và chờ người thân đến để bàn giao. Danh tính nạn nhân được xác định là Trần Văn Nghĩa, 32 tuổi, quê An Giang. Ngày 13 tháng 5, đại diện công an tỉnh Bình Dương cho hay, nguyên nhân ban đầu được xác định là do bệnh lý đột tử, không liên quan gì đến dịch bệnh Covid-19 như một số người dân suy diễn. Hãy theo dõi và đăng ký kênh của Sài Gòn TV để cập nhật những thông tin mới nhất trong ngày các bạn nhé!